Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark One, lại là mình đây. Hôm qua theo giờ Việt Nam thì Apple đã chính thức cho ra mắt MacBook Pro 16 inch. Không chỉ có màn hình lớn hơn mà MacBook Pro 16 inch còn giải quyết rất nhiều những vấn đề lỗi cho người dùng từ những dòng MacBook trước đó. Ngoài ra thì MacBook Pro 16 inch mới thì có thêm trang bị 6 loa và chip Intel thế hệ thứ 9 cực kỳ là mạnh mẽ. Option lên đến 8 nhân, ESD cho phép nâng cấp lên tới 8 TB. Và còn cải tiến gì thêm, tìm hiểu của mình trong video ngày hôm nay nhé. Mark One số 1 về Mac. Điểm mà mình quan tâm nhất là về bàn phím, với có hành trình phím chỉ là 1mm, gõ sẽ bớt ồn hơn và tổng thể thiết kế sẽ không có khác biệt nhiều so với MacBook Pro có cơ chế cánh bướm. Và Apple đã sử dụng một cái tên hay hơn là Magic Keyboard, nhưng dựa trên cái cơ chế cắt kéo của dòng MacBook Pro 2015 trở về trước. Touch ID bây giờ thì được tách ra thành một nút riêng kiêm nút nguồn, nó không còn dính liền với thanh Touch Bar nữa, và tất nhiên như lời đồn đại, phím ESC đã trở thành về phím vật lý, không còn bấm cảm ứng được trên thanh Touch Bar. Bàn phím về cảm giác gõ như thế nào thì đợi Mark One có máy thực tế thì mình sẽ trải nghiệm và gửi đến cho các bạn cái bài video đánh giá chi tiết. Còn về phím mũi tên thì vẫn thiết kế theo dạng chữ T giống như MacBook đời cũ, tạo cho người dùng một cái cảm giác dễ gõ hơn. Tiếp theo là về màn hình, cũng là một điểm rất là đáng nâng cấp, bởi vì đây là một cái dòng MacBook có kích cỡ màn hình lớn nhất từ trước bây giờ là 16 inch. Đi đôi với đó cũng là độ phân giải 3072x1920, lớn hơn so với MacBook Pro 15 inch, độ sáng là 500 nits. Mặc dù có màn hình lớn hơn nhưng viền màn hình của MacBook Pro 16 inch được làm mỏng, vậy nên kích thước tổng thể của nó không lớn hơn MacBook Pro 15 inch quá là nhiều. Phần bên trong màn hình thì được trang bị tấm phim TFT Oxide, mang lại một cái điểm ảnh nhiều hơn gấp 10 lần so với lại TFT Silicon cũ. Hình ảnh hiển thị màu sắc sáng hơn, đồng màu hơn, và cái điểm ảnh khi mà hiển thị sẽ ở dạng điện áp xoay chiều, giúp máy có thể tiết kiệm năng lượng hơn. Về phần cứng thì sẽ có 3 option cho người dùng là chip Intel Core i7-6000, Core i9-8000 và mặc định sẽ có 16GB DDR4. Nó sẽ mang lại hiệu năng render 3D xử lý video cao hơn gấp 2,1 lần so với chip 4000 đời cũ. Các yếu tố còn lại thì vẫn được Apple nâng cấp từ MacBook Pro 16 inch, cụ thể như RAM 16GB, 32GB và tùy chọn 64GB mới. Cái hiệu năng đồ họa tuyệt vời nhất trong lịch sử MacBook Pro, nhanh hơn gấp 2,1 lần so với MacBook Pro đời cũ và xử lý video đồ họa cơ bản đến phức tạp đến cực kỳ phức tạp. Hiệu suất làm việc thì sẽ cao hơn 80% nếu người dùng dùng option đồ họa lên tới 8GB. Và đặc biệt hơn thì khi sử dụng phần mềm DaVinci Resolve trên MacBook Pro 16 inch thì sẽ cảm thấy sự khác biệt lớn hơn. Dung lượng SSD ở mức khởi điểm là 512GB so với 256GB trước đây và có thể lên đến tối đa lên tới 8D. Tiếp theo là về cơ chế tản nhiệt thì dòng MacBook Pro 16 inch có độ dày hơn so với MacBook cũ là 0,7mm. Apple cho rằng thì với body này họ cũng đã thiết kế lại phần tản nhiệt bên trong. Ống tản nhiệt đã rộng hơn 35% và cọt tản nhiệt đã cho một hiệu suất gió cao hơn là 28%, mang lại công suất tối đa lên tới 12W để duy trì hiệu năng bên trong CPU, bo mạch. Ngay cả phần loa cũng được thiết kế lại để duy trì một cái cơ chế tản nhiệt tốt hơn. Tiếp theo là về dung lượng pin thì đã được nâng cấp hơn 100W so với phiên bản cũ, và từ sạc 87W đã nâng tới 95W cho một cái hiệu suất pin tốt hơn. Về phần cổng kết nối thì vẫn được trang bị 4 cổng USB Type-C Thunderbolt 3 cho băng tần cao, tốc độ truyền tải lên tới 40GB trên giây, cao hơn gấp 2 lần so với Thunderbolt 2. Tuy nhiên thì các bạn có thể nối màn hình ngoài có độ phân giải là 6K, kéo được cả hai màn luôn. Và sản phẩm này thì vẫn được trang bị là giắt tai nghe 3.5mm. Cuối cùng là về mức giá thì MacBook Pro 16 inch sẽ thay thế cho MacBook Pro 15 inch hiện tại, đồng nghĩa với việc là MacBook Pro 15 inch sẽ bị khai tử và MacBook 16 inch sẽ có mức giá theo trang chủ của Apple là $2,400, tức là ngang bằng so với MacBook 15 inch trước đây. Đấy các bạn, nâng cấp rất là nhiều nhưng mà giá bán thì lại không thay đổi. Đây chính là một chiếc máy mà chúng ta đáng để mong chờ trong dịp cuối năm này, đúng không nào? Khi mà máy về Mark One thì mình sẽ cố gắng cho các bạn gửi đến các bạn những cái bài video chi tiết nhất. Còn các bạn có muốn làm chủ đề gì về máy này thì mình sẽ cố gắng làm để gửi đến các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.